lại La Liga vào cuối tuần vừa qua, Barca đã cất rất nhiều trụ cột của mình trên bàn ghế dự bị để dưỡng sức tập trung cho trận lượt về tứ kết Champions League với Manchester United. Với một đội hình thiếu vắng nhiều ngôi sao như Messi và Suarez, Barca đã bị đội bóng yếu hơn rất nhiều là USK cầm hòa không bàn thắng. Trận hòa này cũng không ảnh hưởng nhiều đến con đường bảo vệ ngôi vương của Barca, khi mà khoảng cách giữa Barca và đội bóng thứ hai là Atletico Madrid tới 9 điểm. Mục tiêu lớn nhất vẫn là chức vô địch Champions League. Ở lượt đi, Barca đã có được chiến thắng tối thiểu 1-0 trên sân Old Trafford. Và lần này, tiếp đón Manchester United tại thánh địa Camp Nou của mình, Barca chắc chắn sẽ tiếp tục thể hiện sức mạnh của mình để giành quyền đi tiếp ở Champions League. Về phía của đội khách, trở lại Real Madrid sau thất bại 0-1 trước Barca ở lượt đi tứ kết Champions League, Quỷ Đỏ đã có được chiến thắng khá may mắn trước West Ham với tỷ số 2-1. Với chiến thắng này đã giúp Quỷ Đỏ vươn lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng cùng 64 điểm. Khoảng cách giữa Man United và đội bóng phía trên là Chelsea và Tottenham lần lượt vào 2 và 3 điểm. Chính vì thế, Quỷ Đỏ vẫn phải cần cố gắng hết sức ở những vòng đấu tiếp theo để mang về những điểm số quý giá cho mình để có được một vị trí trong top 4 khi mùa giải kết thúc. Làm khách trên sân của Barca vào giữa tuần này, Manchester United được dự đoán sẽ có một trận đấu khó khăn. Tuy nhiên, Quỷ Đỏ vẫn biết cách vượt qua khó khăn dù trong những lúc không ai nghĩ rằng họ lại có thể làm được như trong trận đấu với PSG. Chính vì thế, người hâm mộ Quỷ Đỏ hoàn toàn có thể tin vào điều kỳ tích mà Man United sẽ tiếp tục viết lên dưới tay của Solskjaer. Sức mạnh và đẳng cấp của Barca vẫn nhỉnh hơn Man United một phần. Chính vì thế, nhà cái V9bet chúng tôi sẽ đưa ra tỷ lệ kèo ở trận đấu này là Barca chấp 1,5 trái. Với tỷ lệ kèo khá cao và Barca vẫn chưa lần nào thắng được Man United quá 2 bàn trong 5 lần đối đầu gần đây. Chính vì thế, sự lựa chọn của chúng tôi ở trận đấu này sẽ là Quỷ Đỏ. Tỷ lệ và nhận định có thể thay đổi tùy thuộc vào tình hình lực lượng và quyết tâm thi đấu của hai đội. Để có được nhận định chính xác nhất trước giờ bóng lăn, hãy liên tục theo dõi chúng tôi tại kênh YouTube V9B Nhà Cái Quốc Dân và website vietnam9.net.